Ai đang đứng đây? Chị cha. Cả nhà ơi. Sao vậy? Đi chợ. Đi chợ. Xin chào các bạn. Chào cả nhà. Nhỏ nha. Tại hôm nay hai YouTuber đi chợ, hẹn đi mua cây giống xong rồi hẹn gặp nhau đi lòng vòng cho vui nha các bạn. Bây giờ. Đi vô chợ lượng tí nha các bạn. Đi vô chợ cả nhà ơi. Chị ơi, chè long nhãn chị Hiếu Phạm tặng chị. Hiếu Phạm tặng cho em lấy chứ. Đâu, em một hũ chị hũ. Okay, hai chị em hai cảm hai. Cảm ơn chị Hiếu Phạm nha. Đó, ở sáng sớm chị gọi đi hỏi sao chị không liên lạc được với em. Sao chị chắc hết đang trên đường đi mất sóng. Phải không? Chắc đúng rồi, có một cái khúc hay bị mất trên sóng. Đường, đúng rồi, chính xác có một chỗ nó bị mất sóng. Chị Vin cho một mớ cây giống quá chừng luôn. Bây giờ bỏ lên xe. Chuẩn bị chở cây giống về nhà. Mình cũng có tặng chị Vin một mớ cây giống bên kia nữa. Hai chị em họ gặp nhau thôi là đầy cây giống cả nhà ơi. Sở thích của hai chị em giống nhau lắm. Cây lúc nào phải cái gì vậy? Đây cả nhà ơi. Cây giống ý mình mê cây này lắm cả nhà. Có bao nhiêu đây? Đây cả nhà, mình mê cái này lắm nên là chị Vin mua tặng cho mình nè cả nhà. Atiso màu tím đó. Đã chưa cả nhà? Dâu tây đặc biệt nè cả nhà ơi. Trời ơi, cho luôn cái thùng nữa. Đây. Đứa con còn sót lại trong mùa tiết rơi. Tôi nghe cái cây. Không, chị cứu sống nó vậy là còn nguyên một cái trái luôn á. Đây là cây ớt khía mà bây giờ chị cho em cái cây bự này luôn á. Cho em đó. Rồi cái cây kia sao? Thì cây nhà nó cũng giống vậy đó. Rồi. Cái trái đó hình như cắt đôi ra mỗi đứa nữa để về ươm thử lên được cây gì thì lấy. Cắt đi hả? Trời ơi, cưng quá. Hàn Quốc đó. Trời ơi, mẹ em mê cái lá này ăn. Này, chị Hàn Quốc nếp Việt Nam. Trời ơi, hạt giống đẹp 9 năm bây giờ ươm lên đó. Trời bắp là đẹp nè nhà ơi. Ý, trời ơi, cả nhà biết sao không? Hạt giống mà cô có chị á mang từ nói chung là hạt giống 9 năm á cả nhà. Mà mang từ Việt Nam qua đến đây bây giờ hả? Ôi ơi, sẽ về vườn Nhung Hà nha cả nhà. Chứ lại gì vườn chị Vin nữa. Hai chị em năm nay có bắp nếp để ăn rồi ye. Chờ đảo chờ luôn. Đó, về trồng bắp nếp ăn nha. Còn cái này ngò gai chị tưởng đâu có chị Hiếu Phạm tới, chị cho chị Hiếu Phạm một mình. Chị bên kia là gặp rồi. Vậy hả? Dạ. Vậy em cần về trồng hết đi. Dạ. Đó, cảm ơn chị. Ngò gai. Ui, nhiều vậy lắm hả? Yeah. Đảo quá. Chị cho em cái thùng này luôn hả? Cầm đi. Yeah. Vì em trồng cây ớt vô đây. Wow, cây dâu này nhiệt lão hả? Cũng có trái rồi nè chị. Trái thì về cái gì nhỏ vậy đó, hả? Mình cắt cái trái đi. Về cắt cái trái đi là nó phát triển bự ra rồi nó ra trái được sao? Ớt gì dễ cưng quá vậy? Biết ớt nẹo có lấy không? Gray container. Ớt cay được rồi em. Ớt cay mà cái loại cay hết. Em cũng có cái này mới 2 cây ở nhà, thêm 2 cây nữa. Là quý nhất trong hai vườn này các bạn. Ớt khía mà nó mất giống rồi, không biết gieo sao mà nó mất hột luôn. Nó mất hột, nó không còn hột nữa. Bây giờ còn được cá quý nhất đấy. Chuẩn bị hai chị em cắt thôi. Review luôn. Review nha. Đây, trái ớt. Đó, trái ớt. Trái ớt khía, mẹ đôi thử có hạt. Cái này quý lắm cả nhà biết sao không? Không mua ra cái hạt giống này. Trên mạng toàn là ớt cay không mà không có ớt ngọt. Nên là giờ sao gỡ ta? Để quay ra chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Quay em chưa kìa. Đây chưa. Rồi 1, 2, 3. Thế wow. Trời ơi, hạt già rồi chị ơi. Hột quá chừng luôn nè. Rớt mấy hột dưới đó cũng chưa. Cái này nó thơm. Thơm quá à. Ăn chị. Ăn mời cả nhà. Mời cả nhà. Nó thơm nha. Ăn tí thôi, đừng ăn mất hộp. Ngọt ngọt ha, giòn. Có một trái một thôi. Oh my god. Rớt mấy hộp thôi kệ đó đi. Này, ăn. Nè, có cái hộp nào được bỏ tay để tí thôi. Này, gieo đây. Cất lại đó. Cái hạt. Hai, mỗi người một nửa. Nguyên tự hộp mà lên mạnh khỏe dữ các bạn. Chị, có, cà chè.
Cái cô Nam á, cô gửi chị, cô nói là cà pháo, nhưng mà em không biết là em nghĩ là chắc là cà pháo trắng á chị. Chị cô nói là cà pháo. Đúng rồi, cô Nam cho em hạt giống. Cảm ơn Dương Hà nha. Em không ngờ em ươm, lần đầu tiên em ươm được cây lớn vậy luôn á chị. Có ai ăn rau sao em cho chị Hiếu Phạm đi. Ừ, nhà Hiếu Phạm nhiều hơn gì nữa. Nhà chị nhóc luôn giờ qua cho anh tiền đi. Ok, để bữa nào trải ra làm món gì. Ờ. Món gì cuộn về rau ăn nha các bạn. Cảm ơn Dung Hà nha. Cảm cái chi à. Đi dạo chợ đi. Đi dạo chợ. Chị chở xe và chở cái đó qua bên chị hả? Ừ, để em bỏ. Ờ, rồi để em bỏ cái này lên xe em nha. Ông xã giúp vợ bỏ vô xe cả nhà ơi. Bây giờ hai chị em đi lượn, đi vô trong lượn đây. Đi vô chợ lượn cả nhà ơi. Ông xã bỏ, giúp vợ bỏ ăn cây rồi. Đi, hai chị em đi thôi, chuyển qua bên cây trên xa chị Vinh xong là mình đi vô trong nha. Đi lượn một vòng bên Home Depot xem có gì mà mua nha. Chè, ý, quên, rau nữa. Cái gì ở đây vậy? Ừ, khoai tây. Chị, em cho một mớ rau nè các bạn ơi, từ vườn Nhung Hà nè, về ăn, ăn giống như là gọi là vitamin nhiều quá mà nó mặt nó xanh giống như là vitamin xanh. Tao để giống như mình giật điện. Cả nhà ơi, mình mê cái mái tóc của chị Vin đó, mà nói chị ở cho em quay mái tóc đấy. Tóc em cũng đẹp vậy, để chị quay em coi. Tóc em gì trắng xóa rồi. Mỗi người nó trắng gì đâu mà già chị ơi. Chị không có tóc bạc gì hết trơn. Có gì chứ. Có trăm, ừ. Ừ, em tóc bạc quá chừng những chị. Già rồi mà không có tóc bạc. review chè của chị Hiếu Phạm. Hai chị em hai tô bự vậy luôn á. Có hồi nãy chị nói cái gì hả? Có rất là nhiều thứ chóng mà em quên đó chị. Có nhãn đó nè. Cái gì đỏ đỏ ha. Hạt é. Gì nữa hả? Ủa em quay rồi hả? Em quay em ơi. Nãy em quay ăn với chị. À, các bạn ơi, cảm ơn chị Hiếu Phạm đã nấu chè nha. Chị Hiếu Phạm có lên video của Dung Hà đó. Thì hôm nay được ăn món chè, tự nhiên ra tới đây đói bụng quá. Review chè của chị Hiếu Phạm luôn, em dở nó phụ chị cái. Rồi. Chị giữ chắc nè, Phải chừng đổ chị. Nó đổ. Đó, em giữ đi để chị mở cho. Rồi chị giữ nha em mở này nha. Là chú Huy là cái gì giữ dằn đó. Gió chừng gió. Là giống như là khui cái gì ra mà chuẩn bị nó nổ hay sao. Để các bạn ăn chè nha, ăn chè review của chị. Cái chừng gió thổi cái mất ăn là chè xanh của liệu. Sao hữu lượng đây. Hả mời các bạn, mời khán giả bên nhà nha, Dung Hà. Ôm nha, mình ăn thử miếng. Anh vừa ăn, vừa không có ngọt quá vậy, em ăn hết gần nguyên một tô luôn á chị. Còn hồi nãy đói bụng quá, sao em quốc hết gần một tô luôn. Nguyên một cái gì ngon dễ sợ luôn á. Rất là ngon luôn rồi nha. Cảm ơn chị Hiếu Phạm nha. Cảm ơn chị nha, chị nấu chè ngon quá. Ngon dễ sợ luôn. Phải được không? Được chứ, chị Hiếu, chị có làm cái gì xôi bò của Vinh Nguyễn Thị xong chị chụp hình chị gửi cho mình dễ thương, chị nói em ơi chị làm món ăn của em nè, ăn ngon lắm, nói ngon lắm, chị gửi cho mình nguyên cái dĩa mà trong clip xôi bò đó các bạn. Chị sắp mấy lát chả lên nhìn chị làm tươm tất lắm. Công nhận nha, chị Hiếu Phạm chỉ làm đồ ăn nhìn rất là đẹp luôn á, trang trí rất là đẹp, nhưng thấy trên Facebook á nhìn rất là đẹp, đẹp mắt. Mấy tụi mình là làm ham ăn quá, làm cho nhanh cho nên không có trang trí gì đẹp hết, toàn là trang trí vô cái miệng không. Chị Hiếu Phạm em mai mốt lên vườn này, lên nhà em trổ tài nấu cho em ăn với. Rồi ơi, chưa lên trước hai chị em lên ngon mà chị ơi, mỏng quá không có nấu nha. Gì hết, lần sau ngon lên à, đây mỗi người nấu mỗi món nha chị. Mỗi người em nấu một món, chị nấu một món, sau hai chị em mình ngồi ăn phải không nhà. Ăn xong tô chè của chị Hiếu tự nhiên sức khỏe đâu nó dồn về các bạn, tự nhiên đang đói quá tự nhiên giờ mình ăn vô cái nó ngon quá. Ủa, nó nhiều năng lượng nãy giờ em nói quá trời chị, nhưng mà là xăm bổ lượng mà các bạn, xăm là ở trong này là khỏe rồi, bổ nữa còn thêm một cái lượng gọi là một cái số nhiều đủ thứ
tất cả những cái gì bổ dưỡng nhất, gọi là sâm bổ lượng, ăn sâm bổ lượng nhiều quá, ngã luôn. Ngã luôn. Ôi dựa vô cái xe, ôi đã quá chị ơi. Mà sáng giờ phải đi mỏi lắm hả? Đi lượn một vòng á chị Hiếu à, trong chợ ấy xong rồi ngon quá à. Được khán giả này là khán giả lâu năm nha các bạn, coi kênh của mình từ lúc mà Nhung Hà chưa mở kênh luôn. Xong rồi từ bên chị Vin qua bên mình luôn hả nhá. Chị Hiếu Phạm là lại rất tiếc xem không? Video của hai chị em luôn. Nãy rất tiếc không gặp chị nha, lâu quá rồi, như mấy năm, 2 năm rồi em chưa gặp chị. Đâu cảm ơn chị, tự nhiên giờ được ăn chè từ tay chị nấu. Trời ơi sao mà nó hạnh phúc mà muốn nhiều quá. Nhiều quá, ăn nhiều nha. Ăn nhiều cho chị, ăn nhiều. Nãy em ăn khí thế lắm chị Hiếu Phạm, chị vui quá trời chị. Ngon mà, ngon quá. Ôi em ăn khí thế luôn, nó ngon dễ sợ. Ơi nấu rất là vừa. Nhưng bây giờ mà gặp Nhung Hà mà được ăn cái tô chè mà ngon như vậy á. Ngon quá hả. Thì giờ sao? Review TikTok nè. Chè đây, sâm bổ lượng. Tội nghiệp em đứng ăn rồi. Với lại mùa Covid nó không dám ăn chung các bạn ơi, mà mình chết người rồi. Chết người hai mũi chết, rồi. Em chết người em một chết mũi. Mũi hả? Em chết một mũi. Chị hiểu gì mà gì á. Có nà hay là phi cái gì? Có hai cái chữ, một cái là cái gì favorite, một cái là quên là gì không nhớ các bạn ơi. Nà nhớ gì à, em không nhớ, bữa hôm ông xã em nói đó nhưng mà em giờ không nhớ luôn. Mà cái loại đó là hai chị, cái loại của em là 28 ngày. Vậy nó có chừng giống chị. Vậy hả, có một loại 21 ngày. Vậy là loại giống vậy là giống chị đó. Cây táo, ui cây táo trái bự dữ vậy đó. Oh my god. Trời ơi, táo bên đây trái bự quá chừng luôn. Vậy hả? Trời ơi. Oh my god. Đi mua cây giống nè. Úi trời ơi. Cây này nhiều nè. Trời ơi, cái trái này trái quá chừng luôn. Cây này chị có đào, chị đáng. Xem coi coi có táo gì đó. 89 đô. Trời ơi, mắc dữ vậy. 89 đô lên Powerwork. Ở trên chợ Powerwork đó các bạn. Mua một cây táo như thế này nè. 45 đô. 39 đô. 39 đô thôi. 4 đô, có cây 45 đô, có cây 6 mấy đô. Tùy loại nhưng mà cây nào cũng nhiều. Cũng, mà nó cũng bự chứ nó không có nhỏ ha. Chỉ có là cái gì đó, cái giống nó khác nhau thôi. Chứ cây nào. Bữa nữa lên trên đó mua cây táo màu hồng á. Quá chừng luôn. Đây. Cái cây này có một trái một chị. Cây một trái nhưng mà em thấy không, cây nào nó không ra trái thì lá nó tốt. Cái này là cây lê. Cây lê. Trời ơi, nãy em cũng tưởng màu vàng á chị, bên chị Hiếu Phạm á. Đó, nhìn nè. Đó, tưởng ra cây vàng. Em cũng tưởng vậy luôn, em cho em đĩa. Em đĩa vô. Em đĩa vô, em thấy cái trái sao em thấy cả cái màu đỏ nè, đâu phải. Trời ơi, chị, có cái chùm nhỏ xíu mà bao nhiêu trái nè. Nhưng mà em mua cái cây nào mà cái tán nó bự thế, mấy cái cây này mùa đông nó hay bị lụi lắm. Năm ngoái chị mua mấy cây mùa đông nó... Vậy nó giống như cây kiển rồi. Nó không có sức. Cái trái cũng nhỏ xíu rồi chị. Quá chừng bông dâu tây nè. Đó, Nhung Hà hôm nay nó lội đi chợ chung với mình nè các bạn. Đó là cuộc hẹn đã gặp, lúc nào cũng là đầu mùa nha các bạn. Đầu mùa. Chị ơi, ít bữa nữa xuống. Hai chị em gặp nhau, xong rồi tới giữa mùa mà thu cháo đó. Là năm này Nhung Hà nó lên cái vườn Vinh Nguyễn Thị. Cái gì đó chị? Vườn Vinh Nguyễn Thị cuộc sống Mỹ. Mua cây chanh về cho. Ôi, bà chị bữa hôm á. Em thấy cái chanh mà nó ra cả trái luôn chị. Nó gấp đôi cây này luôn. Ghê vậy. Mà nhiều cái này là 4 đô. Trên Home Depot cũng tầm 20 mấy đô thôi. Mà lúc đó em đi xe của ổng, ổng không chịu bê. Ông nói dơ xe ổng, ổng không chịu bê. Em còn quay dơ xe ổng, ổng không chịu bê. Ổng chịu bê. Ông xã dơ xe ảnh không chịu. Tại vì đi xe trước đó thì ông sao. Còn đi xe của ảnh là ảnh không chịu. Em của chị nó thích lá chanh nấu đồ ăn cái tên. Hay là đợi đi mua cái cây bự hơn tí ta. Không biết nữa mà nhầm lúc chị, nhầm lúc nó bự vậy nè mà cũng 20 mấy đô thôi chị. Mà nó có trái luôn.
Đã gì? Thôi để cây này lại để nghe Nhung hả, cái hấp dẫn quá, để cây này lại để đi tìm cái cây có trái nha các bạn. Ủa nó có trái lủng lẳng nhỏ 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 luôn vậy đó chị. Ok, lỡ mua rồi mua đi chị, lỡ ngày mai ít bữa nó nhỏ hơn sao? Nói vậy mua hai cây luôn, tới một cây nữa. Thì các bạn, đây Nhung Hà nó chia sẻ, chị ơi, có một cái chanh rồi, có tiệm kia nó nhiều lắm, nó nhiều trái lắm, cái thì mình ham quá không biết cái tiệm nào, tự nhiên thấy cây này không có trái buồn, muốn bỏ lại nhưng mà thôi, nói vậy thấy tội nghiệp, mua thêm cây nữa thành hai cây luôn. Tí nữa tới lấy thêm cây nữa. Tại vì nhiều lúc mình thấy vậy á, tới lúc mình đi lại á, họ bê hết rồi cả nhà. Này giống như kỹ không? Ta đều để là việt quất treo đó. Đó bên đây là việt quất treo này đó. Ờ, nhưng mà mình không có thích cho việt quất treo. Chị trái nhỏ tí chi à? Năm ngoái á chị trồng trái bự lắm cơ. Cái giống nó hơi khác. Ủa giờ khác hả? Không phải à? Ừ, hèn chi em nói chị thấy không? Em nói là trái chị ơi, năm nay trái nhỏ tí. Các bạn ơi, tôi coi bên đây thử. Ồ, bên đây thì lại xanh tươi hơn chị. Cái này đẹp nè, cái này đẹp nè. Đó đẹp đó, cái đó đẹp đó. Đây các bạn. Wow, đã chưa? YouTuber đi sắm cây giống. Mình sắm cây giống mà không còn lối đi nữa mà mình vẫn mê, mình mua hoài các bạn. Đây cây việt quất treo nha. Em mua không? Em không thích treo, em thích nó nằm dưới đất thôi. Em thích nằm đất à? Kệ gì vậy? Trên chỗ chị nó ít đất quá. Chị phải treo, kệ treo trái vui của bạn. Yeah. Ớt gì mà quá từng trái luôn. Ớt à, hot gì á. Năm ngoái chị cũng có mua mà. Ớt gì lạ vậy chị? Cây á hả? Ớt cây. Nhưng mà trái nó vậy đó. Nó cứ dài hơn cái này tí, múc. Ừ. Muốn không? Muốn lấy không? Lấy trái bự không đi. Hả? Thôi. Sao vậy? Lấy về cho. Lấy đi chị mua cho. Chứ em thích nào? Thích nào tôi mua. Chưa, em khoái hai cây bông atiso của chị thôi. Coi. Ý, dưa leo chanh ở nhà có rồi. Japani mình ở nhà có rồi. Cái bí lùng này giống năm ngoái chị trồng này. Đó, bí lùng. Ý, mua mấy cây này đi. Nó ra hoài, nó không ngừng được. Nó ra khi nào nó sẽ... Mấy cây? Mấy cây, 5 cây kìa. Cái chậu này đi ha. Đó, ui da, đã. Viên cây nào đấy ha. Ồ, cái này dưa hấu tí ho nè. 5 đô. Có loại ớt này. 5 đô một ớt cây. Ớt này nó ra nhúm ở trên vậy. Ra giống như kìa cái chùm. Nhúm. Ớt gì nhìn lạ chưa? Còn nhúm vậy đó hả? Trái nhỏ tí vậy hả? Cây hả chị? Đó, nó đè khóc là cây đó. Còn không cây thì lấy thêm nước nóng tạt vô cho nó cay. Lấy thêm khóc vô. Bên đây nè, nó giống cũng giống của nó nè. Ê, bên đây Halapeno phải không? Halapeno không? Không phải. Nhiều loại ớt quá. Như lô chanh nè, như lô chanh thì mình có nhóc luôn ha. Ở nhà mình có nhiều như lô chanh rồi. Lắm. Ê, bí màu vàng nè. Ừ, bí vàng đó. Lựa cây nào 4-5 cây lấy. Ê, nhưng không phải, cái này ngắn tủng à. Có loại bí màu vàng dài kìa. À, bí vàng chuối dài hả? À. Không có vàng. Có loại này rồi hả? Ưng cái loại màu dài và vàng vàng á, không bán về em gieo hạt lại. Rồi. Bí nhiều lắm rồi. Rồi bây giờ vô chợ các bạn ơi. Đi vô trong. Cây chanh bên đây nãy chị mua hả? Mấy cây chanh mấy bên đây nè nha. Nó nhỏ ha, bữa hôm biết mình thấy ở đâu mà nó có cả bông cả trái. Cũng hôm biết bồ luôn á mà dưới mình nó ở nhà. Trời ơi cái trái cây nó đã lắm. Đang review một YouTuber. Núi mới xuống các bạn. Đang review nguyên một hạt chanh nha. Trời ơi quá chừng quá xá. Cái này cây dĩ vậy trời. Ở nhà mình có nhiều eggplant này lắm. Cây này người ta nấu gì vậy? Cây này người Mỹ nấu gì? Cây sếp phải không? Em thấy họ hay bỏ trong súp rồi, không biết họ làm. Cây này người ta đi vô cơm chiên vậy phải
họ nấu súp, họ nấu đồ gì họ hay bỏ vô như đó. Rau rau thơm. Trên nhà chị Jen có cái này nhiều lắm. Rau này thì bỏ vô bánh pizza. Đúng rồi, đúng rồi. Có để sẵn. Chị cái cà chua họ họ gieo vẫn còn ngắn quá ha, ở nhà của mình cao quá trời cao luôn. Của em nó còn ra cả hai trái rồi đó. Đen ở trong nhà chị nó đen rồi, nó chín luôn á. Còn để trên cửa sổ. Mình lười biếng trồng các bạn ơi, mình trồng chặt nữa. Nhưng Hà nó nhanh chân nhanh tay rồi nó khỏe. Nó trồng trồng hết rồi. Em trồng gần hết luôn rồi đó chị. Ờ đây. Trồng ra gần hết rồi. Mình chưa trồng hết lại mình tới ba cái vườn mình quần miết chưa xong. Hôm nay thì mình nói chung là mình đầy ở nhà đầy đủ cây giống không thiếu thứ gì hết. À, nhưng mà đi vô thấy bí vẫn ha mà đi mua thêm mấy bao Pittsburgh nữa là xong rồi nha. Em có thích cây gì đây, nha đam trong này nè. Em mới mua một cây nha đam này nó lớn quá trời rồi. Wow, bên đây là cây xương rồng đủ loại nha. Quá trời luôn. Bên kia nữa kìa. Nha đam xương rồng gì quá cá khá là khá luôn. Nha đam này loại này nhìn lạ quá chị. Xương không. On sale. Mẹ bên đây là on sale à nhà ơi. Hôm nay chị mình đi mua đồ quá chừng bên đây nè. Nó nãy em mua cái gì được gì ở đây? Em mua phân bón, rau củ với lại mua cái này. Đó. Thế hai chị em đi chợ được nhiêu đây rồi nhà ơi? Mình còn thiếu cái kéo nữa. Ủa, không có ở đây không bán này. Đi cắt kéo chút dụng cụ. Hai chị em bịt mặt rồi đi ra. Đi ra mé đâu tính tiền ta. Các bạn ơi, đi chợ chung không? Đi chợ chung, đi ra chợ chơi. Trời ơi, lần sau hoa đẹp quá trời luôn chị. Đi ra chợ chơi. Hôm nay hôm nay hai chị em hello. Cái bác người Mỹ giơ tay chào. Mình nói chị Vin. Đồ cắt này ở nhà em có nè chị. Này. Bữa hôm chị có mua rồi mà bây giờ nó đi lạc ở đâu á. Dạ. Xong rồi tiền chị. Em á, đây. Ông xã em mua nguyên một bộ đồ nghề cho em luôn. À. Xong rồi chị biết sao không, bây giờ mỗi em thước một nơi em không biết chỗ nào hết. À. Không phải chứ không có mua cho chị rồi mà ta. Bây giờ cũng một cái gì. Đây, ở dưới chị Vin mua một cái kéo bự thiệt bự để cắt cả nhà. Ở nhà mình á có rồi nên mình không mua. Ở nhà mình có cây kéo như vậy nè. Ô, cũng mười mấy đô cũng rẻ ha. Cái đó hay là cái kéo này cắt không xôi mà phải không? À, không biết nữa. Hay là kéo kia. Em thấy kéo nào rứt hơn? Em chỉ có một cái như vậy thôi nè. Cắt cây rứt hả? Cái này cắt kem hay cắt tre á. Còn mâm xôi em không có cắt mâm xôi nên không biết. Một cái như em thấy cái như chị cầm dễ đó chị. Cái chị đang cầm trên tay á. Hơi dễ cắt hơn á. Ok, rồi lại ngồi đó đi. Cái này như năm ngoái mình cũng có thấy ở nhà rồi mà giờ mình tìm ra các bạn ơi cái này nè. Đó, không biết cái đó cắt cái gì nhưng mà cái này mình biết là cắt mâm xôi nha. Ồ, cái đó là mâm xôi hả? Ừ. Trời ơi. Ý, chị mua cái này là bao nhiêu bịch chị mua ở đâu vậy? Ở trong đó, hồi nãy chị lấy hết rồi. Dạ. Em muốn lấy không? Này chị. Này em có cái loại khác nhưng mà em hỏi chị cái loại này thay tốt hơn không? Rồi, hết memory. Cái này là, cái đó là organic fruit. Cái dâu nó bự. Dạ ha, cái loại này tốt hơn hả? Ừ. Chị cho em bịch đi ha. Ừ, em lấy đi. À, chị bảo mình xe quen. Lấy ở trong, chị lấy. Chị Vin chia lại một bịch phân bón này kiểu này để bỏ lên đây để tính tiền mé bên đây. Đi vô mé chỗ này chị Vin hay lấy phân bón á. Mình vô mình tìm coi lần sau mình đi tới Home Depot mình vô đó mình lấy. Đâu biết chị. Ở nhà em có cái mới mua cái loại này. Thích mua phân này đâu. Này, em hay lấy một nửa đi. Lấy một nửa đi. Chị đem lấy bình rồi nha. Ừ, lấy thêm đi. Chị gần đây. Ui à. Và đây, về nhà. Bỏ anh đi. Đó, rồi. Trời ơi, quá chừng quá xá hai chị em. Hai chị em hai xe đầy ấp luôn. Rồi sao đi ra đây? Đi hướng này đi cho mát. Rồi đi. Bác này anh nói bác ở Việt Nam à. Chỉ có biết từ Việt Nam là khoe khai như say ghen. Anh yêu em. Anh yêu em, ghê chưa?
Anh yêu em. Anh yêu em. No. Anh yêu em. Em đây hả? Vâng. Anh yêu em, anh yêu em. Ừ. Yêu hai người luôn, thấy chưa? Yêu hai chị em luôn. Anh yêu em. Anh yêu em là hai yêu hai chị em luôn. Buồn cười quá. Cái bác này vui dễ sợ luôn cả nhà ơi. Mình đang tính tiền. Chị Vinh né bên đây cả nhà. Chị Vinh nhường mình tính tiền trước. Để đi về trước núi nhà xa. Chị Vinh ở gần đây, chị nói là để chị tính sau. chị Vinh đang tính tiền cả nhà ơi, mình tính tiền mình bỏ ăn trước rồi. hai chị em hôm nay là được cái anh kia, anh kêu là yêu hai chị em luôn, dữ dằn không? Gặp người vui tính các bạn đi chợ nó cũng giảm stress nhiều luôn. Tại vì vợ của cái anh đó là cũng người Việt nên là nghe hai chị em nói tiếng Việt đó, cái anh tính tiền luôn. Một, hai, ba. Hai chị em đang sửa soạn làm thumbnail cả nhà ơi. Đó, hai chị em. Đó, hai xe. Rồi. Em ôm cái gì đẹp đẹp. Nó điệu rồi các bạn ơi. Làm thumbnail vậy đi. Em ôm cái chị đi, mất cầu ôm cái của người ta chưa tính tiền. Việt Quốc kìa các bạn. Đây, đây thumbnail. Mở cái gì? Cái nào mới đẹp? Sao để thấy mặt em rõ? Đó, xinh quá, xinh gái quá, từ trên núi phóng xuống dưới đồng bằng ôm cái chậu Việt Quốc cười xinh xắn. Trời ơi, hôm nay Nhung Hà đã đi chợ chụp cá cái chậu Việt Quốc của chị Vinh cả nhà ơi. Đó, hôm nay đi chợ xong rồi đó ha. Rồi xin tạm biệt khán giả bên Nhung Hà nha. Nhung Hà, trả lại. Em thích không? Em thích chậu đó không? Chị cho em đó. Hả? Không treo về treo. Lấy đi. Không có chỗ treo. Sao không có chỗ treo? cái chậu hoa của bác treo đi treo cái hoa không mà nó... Hả hả? Thích thì lấy về treo đi, chị mua chậu khác. Em thích tâm thôi. Em không thích, nhỏ 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 giống vậy. Hả, không thích hả? Anh thích trái bự hơn. Xong rồi các bạn ơi, từ nãy giờ mình quay, công nhận làm nghề quay phim này mà mất trí nhớ, quay rồi mà tưởng chưa quay quay nữa, nãy giờ hai ba lần giống nhau. Thì hôm nay xin dừng video ở đây, mình với Nhung Hà đã gặp nhau rồi các bạn. Đó, hai chị em nè. Đó, hôm nay một em hồng và một em hơi màu xanh lá úa. Sau rồi là màu rêu, màu rêu. Xanh lá úa đó, xanh rêu đó. Xanh rêu đó. Đi mua lúc nào cũng một màu hồng để trồng cho nó xanh hơn cái màu xanh của cái áo úa của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình xin tạm biệt khán giả bên Nhung Hà Cuộc Sống Vùng Núi ở Mỹ nha. Tạm biệt khán giả bên chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn và các em nhỏ, rồi quý bà con cô bác gần xa một mùa bội thu. Nếu mà xem video của mình thì cùng hái trái cây cho vui nha. Rồi bên Nhung Hà cũng vậy luôn. Đặng cho hai chị em mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Các bạn xem video của mình nhớ nhấn nút like, đăng ký và ủng hộ kênh mình với nha. Cảm ơn các bạn và cảm ơn khán giả bên Nhung Hà. Cảm ơn hôm nay nói nhiều quá. Bye em, tạm biệt em. Hai người đi kéo xe ra. Rồi bây giờ là đẩy xe ra, chốt lên xe ông xã và đi về. Hai chị em hai xe. Đó. Tối ngày hai chị em cứ bay bay xong rồi nói xong rồi bay bay làm biết. Bây giờ là bay thiệt đấy cả nhà. Bây giờ là mới bay thiệt, còn đi một khoảng 5-10 phút nữa là bay trong sự lưu luyến nha. Bay lưu luyến 1, xong rồi đi đoạn nữa. Đi bay tiếp. Bay lưu luyến 2, xong bay lưu luyến 3, xong tới xe là coi như là bay bay là dép bay với là người bay lên xe luôn, là đi về luôn đó các bạn. Là thiệt. Ui, mỏi tay quá chị ơi. Đổi tay. Nặng quá. Đây chị coi coi. Của em nặng hơn chị không? Đây coi coi. Cái này nè, nó nặng. Cái này. Đó, ok mà. Chắc hơn. Đúng xe của chị thử coi. Đó. Chị nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Xe của chị. Hai YouTuber bây giờ bày cảnh là đổi xe các bạn. Xe của Nhung Hà nó đắt, nó nặng quá các bạn ơi. Kéo chị này xong tới xe là coi như giảm được 3 kg mỡ nha. 3 kg mỡ. Chị Vinh thấy
Trời, mình than nặng quá, thế là chị đổi cả cái vỏ xe bạn, cho mình. Sáng mình đang muốn tập exercise cho cái bụng của mình nhỏ nữa, bụng mình nó bự lắm cho nên mình cần phải béo nặng. Trời ơi, lực sĩ kìa, cả nhà xem lực sĩ kìa, đó, đi dằn chưa? Trời ơi. Chất bên xe chị Vinh xong rồi, bây giờ đẩy qua xe mình cả nhà ơi. Tới giờ nói tạm biệt mà vẫn chưa tạm biệt được cả nhà. Lưu luyến. Đây chắc không biết bao nhiêu ngày mới hết tập của Vinh Hà. Vinh và Hà cuộc sống ngoài. Ủa, anh đi xe lại cái gì kìa? Ở đó, anh thấy hai chị em mà anh lại lái xe lại kìa. Giỏi chưa? Ông xã tới hai chị em đẩy mệt quá. Lái cái xe lại bỏ lên đi về nha. Ở đây mới đúng là tạm biệt hay đây nè các bạn. Đó, bây giờ là tạm biệt thiệt các cả nhà. Dạ.